giỏi quá. Rồi, sáng hôm qua bà lên làm 3 tiếng. Mời xuống. Rồi. Biểu diễn trước đi tới. À, ngon lành nha. Rồi. Bây giờ sao rồi, đi sao, thấy sao rồi? Tại 4-5 tháng nay đó. Ừ. Đừng đi cái gì nè, đi cái xích cái sụi. Rồi xích cái sụi. Bây giờ thầy đỡ. Bây giờ đi được rồi hả? À. Rồi, ngồi lên rồi xuống đi thử coi. Bây giờ bác xuống. Rồi tốt rồi. Rồi, còn cái bát này hôm qua hả? Rồi bữa nay sao rồi? Bây giờ ngồi xuống giờ đi qua kia đi đừng ngồi ở đó. À, giỏi quá. Rồi, sáng hôm qua bà lên làm 3 tiếng. Rồi. Rồi. Rồi chị vô đi qua lại coi. Dạ, con đi tới luôn coi sao. Rồi. Rồi từ từ dừng lại ngồi xuống đứng dậy coi. Dạ, phải nhưng mà đứng dậy. Rồi. Rồi, đứng dậy. Rồi, ô, giỏi, quan hâu. Bây giờ thấy sao rồi? Thấy khá rồi hả? Rồi, mời con bác nữa đâu rồi? Rồi. Rồi, bà này mới hấp dẫn nè. Đúng không? Rồi. Khỏe, đỡ nhiều rồi hả? Bây giờ đi ra đi đi qua lại đi. Đó. Rồi, đi nhanh lên. Rồi, quay lại, rồi ngồi xuống. Rồi, nghe mềm hả? À, rồi, được rồi. Bây giờ thấy khá nhiều chưa? Đỡ nhiều rồi hả? Rồi thôi. Thôi xin cho tràng pháo tay chúc mừng các bệnh nhân. Rồi chúc mừng các thầy thuốc. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.